xịt với thịt con này. Càng tội vấn đề là có cái con gà ở dưới đàn mồi mình nó yếu đi, bực cả mình. Cả mối em sợ gà. Vãi thả. Úi dồi. Vãi. Bần là mấy. Vãi. Sút thế mà không chết à? Khổ thân con mồi của em. Nào nào đưa lồng nào tan dậy.
Vâng. Đéo chết, vai cứ thật. Chết nhá. Mãi mới ăn hàng ít mẹ mình. Chút cả mồi. Cảm ơn mọi người xem clip của bố mình đi.